Manchester United vừa trải qua thất bại thứ hai trên đất Mỹ sau khi bị Real Madrid đánh bại với tỷ số 2-0. Đây là một trận thua đã phơi bày khá nhiều vấn đề hiện tại của đội bóng này, nhất là việc họ đang thiếu một trung phong chất lượng trên hàng công. Chính điều này đã buộc Erik ten Hag cùng với ban lãnh đạo phải gấp rút hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rasmus Højlund, mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ trong suốt thời gian vừa qua. Cùng với đó, những thông tin về quá trình thanh lọc lực lượng cũng như các ứng viên khác có thể gia nhập nhà hát của những giấc mơ đều sẽ được chúng tôi cập nhật trong video ngày hôm nay. Liệu phiên chợ hè của Man United sẽ có điều gì đáng chờ đợi chúng ta ở phía trước? Đầu tiên, hãy nói về thương vụ chiêu mộ Rasmus Højlund. Quỷ Đỏ đã đồng ý các điều khoản cá nhân với chân sút người Đan Mạch và đang cố gắng thống nhất với Atalanta về mức giá. Mới đây thì họ đã gửi lời đề nghị mở đầu trị giá 51,4 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 2003, bao gồm mức phí cơ bản là 42,8 triệu bảng cộng với 8,6 triệu bảng phụ phí. Tuy nhiên thì lời đề nghị này vẫn chưa được đội bóng nước Ý chấp thuận. Đại diện vùng Bergamo được cho là muốn nhận về đến 86 triệu bảng, nhưng Manchester United không sẵn sàng trả số tiền vượt quá 60 triệu bảng cho một tiền đạo mới chỉ 20 tuổi. Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai câu lạc bộ và theo 90 min thì Erik ten Hag đang hy vọng có thể đưa Rasmus Højlund về trước khi bước vào tháng 8 để tiền đạo này có đủ thời gian hòa nhập vào đội 1 trước khi mùa giải mới bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Như vậy, nếu đúng theo lộ trình đã vạch sẵn, chân sút trẻ đầy triển vọng này sẽ có màn ra mắt đội bóng mới ở cuộc tiếp đón Wolverhampton tại vòng 1 Premier League mùa giải 2023-2024. Không lâu sau khi Man United gửi đề nghị chiêu mộ Rasmus Højlund, Paris Saint-Germain cũng đã gửi đề xuất đầu tiên của mình đến cho Atalanta. Và dự kiến đội chủ sân Old Trafford sẽ sớm có lời đáp trả đối với động thái của gã nhà giàu nước Pháp. Theo tiết lộ từ Get Football News Italy, dù ưu tiên của tiền đạo người Đan Mạch vào lúc này vẫn là chuyển đến nhà hát của những giấc mơ, nhưng giữa Atalanta và đại diện Premier League vẫn đang tồn tại một khoảng cách nhất định về mức giá. Vì vậy, nhằm nhanh chóng kết thúc thương vụ này và đề phòng rủi ro đến từ Paris Saint-Germain, Quỷ Đỏ dự kiến sẽ sớm gửi đến câu lạc bộ thuộc Serie A lời đề nghị tiếp theo. Nguồn tin trên còn khẳng định rằng đề xuất kế tiếp của Man United sẽ bao gồm một khoản phí cơ bản là 70 triệu euro kèm theo các điều khoản bổ sung liên quan đến những màn trình diễn của Rasmus Højlund dưới màu áo mới. Được biết, lời đề nghị này gần với con số 80 triệu bảng mà phía đối tác đang yêu cầu và họ sẽ muốn các điều khoản mang tính khả thi cao để dễ dàng đạt được những khoản phụ phí. Nửa đỏ thành Manchester tin tưởng Rasmus Højlund có thể trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới và thậm chí là cầu thủ này còn được so sánh với Erling Haaland về phong cách chơi bóng. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Quỷ Đỏ đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo sinh năm 2003. Vấn đề cuối cùng bây giờ là mức phí chuyển nhượng. Và dù Paris Saint-Germain có quan tâm, nhưng bản thân Højlund chỉ muốn đến Man United mà thôi. Rasmus Højlund ưu tiên cho phép Man United đàm phán ký hợp đồng kể từ ngày đầu tiên của thỏa thuận. Quan điểm của Højlund không thay đổi. Lúc này thì mọi chuyện phụ thuộc vào Man United, dù cho Paris Saint-Germain theo đuổi. Cũng theo nguồn tin uy tín từ tờ The Athletic, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ chốt thương vụ ở mức 60 triệu euro. Vì suy cho cùng, Atalanta cũng đã có được mục tiêu mà mình muốn bổ sung để thay thế cho chú lính chỉ Đan Mạch. Nhiều khả năng, tân binh tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 8 tới. Một mục tiêu khác cũng đến từ Serie A đang được đồn đoán là sẽ gia nhập nhà hát của những giấc mơ, đó là Sofyan Amrabat. Cầu thủ người Maroc là phương án giúp tăng cường chất thép nơi tuyến giữa của Man United, trong khi Mason Mount là mẫu tiền vệ có thiên hướng sáng tạo, phân phối bóng. Còn tài năng trẻ Kobbie Mainoo mới đây cũng đã dính phải chấn thương khá nặng trong trận giao hữu với Real Madrid. Cũng như Rasmus Højlund, Sofyan Amrabat hứng thú trước viễn cảnh đầu quân cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Và theo nguồn tin từ nhà báo Alfredo Pedula, Man United chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu euro đúng như yêu cầu của Fiorentina nhằm chốt hạ thương vụ này. Mới nhất, tờ Corriere della Sera khẳng định ngôi sao 26 tuổi đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man United. Như vậy, tiền vệ này đang chờ hai câu lạc bộ chốt giá trước khi thương vụ được thông qua. Và để dọn chỗ cho tân binh người Maroc cập bến, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận Fred không còn gắn bó với Man United sau mùa hè năm nay.
đội bóng chủ quản của Anh đang gấp rút tìm kiếm đối tác hỏi mua Fred để sớm ổn định tình hình. Trước đó, đại gia Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời đề nghị đầu tiên nhưng bị từ chối. Lý do là vì phí chuyển nhượng thấp hơn mong đợi. Dù vậy, Galatasaray hứa hẹn sẽ quay lại với lời đề nghị tốt hơn. Theo tờ Metro thì lời đề nghị đầu tiên của Galatasaray với giá 12 triệu bảng đã bị từ chối. Đội chủ sân Old Trafford muốn có 20 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ tăng giá hỏi mua đại đế. Họ đang hy vọng sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận với màn đỏ. Trận đấu với Real Madrid sáng ngày thứ Năm cũng là màn ra mắt của tân binh Andre Onana trong khung gỗ. Anh đã có 90 phút ấn tượng và đầy tự tin trước sức mạnh đến từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Và để hỗ trợ cũng như đem lại sự cạnh tranh cho thủ thành người Cameroon, Man United dự kiến sẽ mang về thêm một người gác đền nữa sau khi Dean Henderson chính thức ra đi. Nhân tố đang được theo sát những ngày qua chính là Justin Bailey của Feyenoord. Thủ thành người Hà Lan đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây. Mùa trước thì Bailey là nhân tố cực kỳ quan trọng với Feyenoord khi họ giành chức vô địch quốc gia lần thứ 16. Anh sở hữu tỷ lệ cứu thua ấn tượng là 76%. Trong khi đó thì anh cũng hoàn thành 78% số đường chuyền của mình, trong đó 14% số đường chuyền thành công nằm ở ngoài vòng cấm. Được biết là thương vụ này có thể tiêu tốn của đội bóng 20 triệu euro. Tuy nhiên đây cũng là một khoản tiền lớn với Quỷ Đỏ, bởi ngân sách của họ vào lúc này không còn dồi dào nữa. Trọng tâm của phiên chợ hè hiện tại là chiêu mộ tiền đạo Rasmus Højlund của Atalanta. Sau đó, họ có thể mang về tiền vệ Sofyan Amrabat của Fiorentina. Và nếu thanh lý được những cầu thủ không còn phù hợp, một thủ môn mới sẽ được mang về. Có người đến thì ắt sẽ có người đi. Mới đây, trang chủ của câu lạc bộ đã xác nhận thêm một cái tên nữa rời Old Trafford trong mùa hè năm nay. Trung vệ Will Fish sẽ thi đấu ở mùa giải 2023-2024 theo dạng cho mượn với câu lạc bộ hàng đầu của Scotland là Hibernian. Toàn đội đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người con của thành Manchester. Dù đã thể hiện ấn tượng ở loạt trận giao hữu vừa qua, nhưng thật khó để Will Fish có thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình 1. Những ngày qua, ban lãnh đạo West Ham đang có kế hoạch tăng cường tuyến giữa và họ đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Scott McTominay của Man United. Theo tờ Telegraph, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ ưu tiên giữ chân Matt Dock, nhưng họ cũng sẵn sàng để cho cầu thủ sinh năm 1996 người Scotland ra đi nếu thu về được 45 triệu bảng, còn không thì anh vẫn sẽ ở lại đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, huấn luyện viên David Moyes của West Ham đánh giá rất cao khả năng của Scott McTominay. Ông cho rằng nếu chiêu mộ được Scotty thì sức mạnh của búa tạ sẽ tăng lên đáng kể. Vấn đề với đại diện thành London là ngôi sao 26 tuổi đang được nửa đỏ thành Manchester treo giá khá cao. Thực tế, huấn luyện viên Erik ten Hag ưu tiên giữ chân McTominay ở lại Old Trafford, thế nên đội bóng cũng có lý do chính đáng để ép giá những đội muốn sở hữu tiền vệ mang áo số 39 này. Ngoài ra, khả năng của Scotty đã được chứng minh và anh sẽ thích nghi nhanh chóng với các đội bóng không chịu nhiều áp lực. Trong số những cầu thủ cần phải ra đi ở mùa hè năm nay, có trường hợp của thủ thành Dean Henderson đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Erik ten Hag nên trao cho anh cơ hội để thể hiện bản thân, nhưng người gác đền sinh năm 1997 đã không tận dụng điều đó và liên tục đề bạt nguyện vọng được ra đi. Nottingham Forest muốn ký hợp đồng với Dean Henderson, nhưng đề xuất ban đầu của họ về một hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt nếu anh ấy chơi đủ số trận đã bị Man United từ chối. Họ muốn rõ ràng trong chuyện tiền bạc để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu trọng tâm còn chưa thể hoàn thành ở phiên chợ hè năm nay. Mới đây, chiến lược gia người Hà Lan đã khích tướng Dino khi ông cho rằng bóng đá hiện đại ngày nay thì các thủ môn hàng đầu phải chiến đấu để giành lấy vị trí trong đội hình xuất phát. Và ở Man United, tiêu chuẩn sẽ ngày càng cao lên. Nếu không đáp ứng được nhu cầu, câu lạc bộ sẽ không còn muốn giữ lại, để rồi sẵn sàng chiêu mộ một tân binh dù tốn nhiều tiền đi chăng nữa, nhưng nó phù hợp với yêu cầu đưa ra. Đây có thể là động thái nhằm chốt tương lai với thủ thành người Anh. Nếu Dean Henderson quyết tâm ở lại câu lạc bộ, hãy mau chóng bình phục chấn thương và trở lại chiến đấu cùng với Tom Heaton hay Andre Onana. Tài năng của người gác đền sinh năm 1997 là có, và anh hãy cho thấy sự tiến bộ của mình trước khi nghĩ đến sự nghiệp sau này. Mới đây, theo nhà báo Mark Mechenua, được trích dẫn bởi Court Offside, hậu vệ Eric Bailly của Man United đang gần đạt thỏa thuận về việc chuyển đến câu lạc bộ Ả Rập Saudi Al Nassr. Hậu vệ này đã được Quỷ Đỏ liệt vào danh sách những cầu thủ phải bán vào mùa hè năm nay sau khi trải qua quãng thời gian cho mượn tại câu lạc bộ Pháp Marseille. Báo cáo tuyên bố rằng
các cuộc đàm phán giữa Quỷ Đỏ và Al Nassr hiện đang tiến triển rất tốt. Liệu rằng trung vệ người bờ biển Nga có thể tiếp nối Cristiano Ronaldo hay Alex Telles gia nhập câu lạc bộ Al Nassr của quốc gia Trung Đông đang rất nổi tiếng hiện nay Ả Rập Saudi? Ngoài ra, một nhân tố trẻ cũng đang được tân binh của Premier League là Luton Town chú ý, đó là trường hợp của Hannibal Medhbri. Theo báo cáo của Team Talk, Luton Town đã được chọn làm bến đỗ tiềm năng để ký hợp đồng với tiền vệ Hannibal Medhbri của Man United theo dạng cho mượn. Cầu thủ người Tunisia, người đã gây ấn tượng trong trận thua 1-3 trước Wrexham hồi đầu tuần, đã trải qua mùa giải trước tại Birmingham City theo dạng cho mượn. Có khả năng anh ấy sẽ được cho mượn một lần nữa trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng và điểm đến có thể sẽ là Luton Town. Và đó chính là tất cả những gì chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Liệu đội chủ sân Old Trafford có thể nổ quả bom tấn kép đến từ bộ đôi đang chơi ở Serie A hay sẽ là một thương vụ bất ngờ nào khác? Tất cả sẽ được giải đáp trong thời gian tới và khi đó thì chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về bộ mặt của Man United. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.